Giê-xu và ông Abraham. Gioan chương 8. Vậy Đức Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Người: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giê-xu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giê-xu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan. Chương 8, câu 31 đến câu 42. Suy niệm: Những dân tộc bị đô hộ nhiều năm mới hiểu được giá trị của giải phóng. Những ai bị cầm tù, bị áp bức mới hiểu được giá trị của tự do. Những ai đã từng bị vướng vào ma túy, cờ bạc, rượu chè mới hiểu nỗi sướng vui của người thoát khỏi vòng nô lệ của chúng. Chế độ nô lệ đã cáo chung, nhưng lại thấy xuất hiện nhiều dạng nô lệ mới. Con người trở nên nô lệ cho chính những sản phẩm tinh tế của mình, và nhất là không thể giải phóng mình khỏi cái tôi ích kỷ. Tự do mãi mãi là khát vọng của con người. Con người vẫn chờ một đấng giải phóng để mình được thật sự tự do. Những người Do Thái đang tranh luận gay gắt với Đức Giê-xu. Họ hãnh diện vì mình thuộc dòng dõi ông Abraham, nên cho mình là người tự do, chưa hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Đức Giê-xu lại nhìn tự do theo một chiều hướng khác. Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do. Tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi ông Abraham. Tự do đến từ việc tin vào lời sự thật của Đức Giê-xu. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ông được tự do. Tự do đến từ chính con người của Ngài. Nếu người con có cho các ông tự do, các ông mới thực sự tự do.
Những người Do Thái cố chấp chỉ tìm cách giết Đức Giê-xu. Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa. Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân. Đức Giê-xu là đấng giải phóng, đấng cho người ta được tự do thực sự. Con người bị trói buộc bởi nhiều mối dây, bởi những tính toán ích kỷ hẹp hòi mà tự sức mình không sao thoát ra được. Hãy đến với Giê-xu, mở ra với Giê-xu, ta sẽ thấy mình được thanh thoát như Ngài. Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm điều ông Abraham đã làm. Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi đã xuất phát từ Thiên Chúa. Như thế, những kẻ chống đối Đức Giê-xu thật ra chẳng phải là con cái thật sự của ông Abraham hay con cái Thiên Chúa. Họ sống trong ảo tưởng về mình khi họ cương quyết loại trừ Đức Giê-xu. Trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, người dự tòng đã tuyên xưng từ bỏ tội lỗi để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, từ bỏ những quyến rũ bất chính để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Mùa chay là thời gian để chúng ta trở lại điều mình đã tuyên xưng, để được sống đúng với ơn gọi Kitô hữu mình đã lãnh nhận. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. Ngày 20 tháng 2, Thánh Acirus Olian, khoảng năm 743. Thánh Acirus sinh tại Olian, nước Pháp. Mẹ ngài là một mệnh phụ đạo đức và thánh thiện. Cha đứa đầu là Đức Giám mục Antun. Ngài bắt đầu đi học từ năm 7 tuổi. Các thư gửi tín hữu của Thánh Phaolô Tông đồ là nguồn cảm hứng và suy niệm của ngài. Mọi sự ở thế gian này sẽ qua đi, và sự khôn ngoan ở thế gian đối với Thiên Chúa là một sự điên rồ.
Những câu từ các thánh thư này là đề tài cho thánh nhân suy niệm và quyết định theo ơn gọi tu trì. Ngài vào tu tại tu viện Jumièges thuộc xứ Normandy và đã ở đó trong 7 năm. Khi trước của Ngài là giám mục Suaveris của Orleans qua đời, hàng giáo sĩ và các tiến hữu xin quan tể tướng Jacques Martin đặt Orisius Lè lên kế vị. Quan tể tướng ra lệnh cho một viên quan đến Jumièges mời, nhưng nếu thánh nhân không chịu về, Orleans thì có thể dùng sức mạnh. Khi chú của Ngài là đức giám mục Suaveris của Orleans qua đời, hàng giáo sĩ và các tiên hữu xin quan tể tướng Jacques Martel đặt Ocurus lên kế vị. Quan tể tướng ra lệnh cho viên quan đến Jumièges mời, nhưng nếu thánh nhân không chịu về Orleans thì có thể dùng sức mạnh. Ocurus đã cưỡng lại lệnh nhưng vô hiệu quả. Ngài đã khóc và nói với các bạn đồng tu: "Hỡi các bạn, tôi phải trở về thế gian và đi vào nanh vuốt của quỷ dữ. Phải chăng đây là con đường mà Ngài phải đi qua?" Khi Jacques Martel đi đánh dẹp quân Sarians, ông lấy đi tiền của giáo hội để chi dụng và trả cho những người theo phe của ông. Đức giám mục Arius đã phản đối công khai sự lạm dụng của Jacques Martel. Ông này nghĩ là những điều đức giám mục Arius chỉ trích sẽ làm hại cho đời vị của ông, nên sau khi thắng trận ở Bourges trở về đi ngang qua Orleans, ông ra lệnh cho đức giám mục Arius trở về Paris. Sau đó ông đẩy đến Cologne, nước Đức. Khi Ngài đến Cologne thì được mọi người đón tiếp nồng hậu, nên Jacques Martel ra lệnh là đưa đến giam lỏng tại lâu đài Liège để tránh mọi phiền phức. Cuối cùng Ngài được toại nguyện là được trở về tu viện trong tu viện Saint-Trond. Ở đó Ngài đêm ngày cầu nguyện ăn chay hãm mình trong 6 năm trước khi từ giã cuộc đời vào ngày 20 tháng 2 năm 743. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.